Vâng, xin chào tất cả quý vị và chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Giáp lại đi quay cho quý vị và các bạn xem một cái miếng đất mà họ đang thở oxy chuyển sang thở máy. Rất là ngộp rồi các bạn ạ. Miếng đất này gồm có 5 hắt rưỡi và đã có bìa 9 sao, số còn lại đã có trích lục. Và miếng đất này thì nằm tại xã Ia Lâu, huyện Chư Pờ Rông, tỉnh Gia Lai. Cái miếng đất này từ đây mà ra đến nhà Giáp là 2 cây 7, mà ra đến trung tâm ủy ban là 3 cây nhá các bạn. 3 cây và từ đây mà ra đến cái đầu đường ngay chỗ nhà Giáp rẽ lên tí ngay cái mương nước lớn đó, là 2 cây rưỡi. Và hiện tại cái mảnh đất này là đã được gia đình trồng kín bơ đó, bơ bút, nhưng mà bây giờ thôi không tính bơ, và đã đầu tư tất cả mọi đường ống chôn đầy đủ, đã có 9 sào có bìa, số còn lại thì trích lục. Nói chung là miếng đất này rất là ok luôn. Và cái giá mong muốn cho tổng thể cái miếng đất này là có 2 mặt suối, 1 cái đập và 1 cái ao, 1 cái chòi. Đó, hiện tại bây giờ là cái giá mong muốn của chủ nhà là 600 triệu tổng thể cho cái miếng 5 hát rưỡi này nhá các bạn. Và từ đây mà ra đến trung tâm đường quốc lộ 14, có nghĩa là đến cách thành phố Pleiku khoảng hơn 50 cây. Và nó cách ủy ban mấy cả khu vực mua sắm ăn uống được thì chỉ vào tầm độ khoảng chính xác là 3 cây. Giáp đo là chính xác 3 cây và trên đất đã toàn bộ đã trồng bơ. Và bây giờ Giáp sẽ quay cụ thể cho mọi người cùng xem là như thế nào. Cái giá mong muốn cũng rất là rẻ thôi. Bìa thì có 9 sào, trích lục có rồi. Và miếng đất thì cũng khá là đẹp, 2 mặt suối nhá, cũng được, nước non mọi thứ cũng đầy đủ và đã trồng bơ. Hiện tại bây giờ gia đình trước đây là cái ông chủ này người ta đã đầu tư đến giá tầm khoảng 1 tỷ mốt rồi. Nhưng bây giờ do là rất là ngộp, rất là khó thở để bán lại cái giá cho các bạn, chỉ có 600 triệu thôi, một nửa thôi, bán đúng một nửa tiền. Thế rồi bây giờ Giáp sẽ quay cho mọi người cùng xem là như thế nào nhá. Đó, thì toàn bộ đây đã trồng bơ, thì vừa rồi chủ nhà cũng đã cho một người, người ta làm, người ta phun thuốc cho. Thì cỏ rả nó đã chết hết rồi và bây giờ chỉ có phát đi là sạch sẽ. Toàn bộ đây là 5 hát rưỡi, trồng kín bơ luôn. Nhưng Giáp nghĩ là cái bơ này thì hiện tại bây giờ thì ông như ngâm cứu, phát nổ phát xịt của Giáp thì thôi là dẹp. Bây giờ là mình chỉ có ấy thôi, cái bơ này là không ăn thua rồi. Thì bây giờ mình sẽ tất cả các gốc bơ này này các bạn này, là gia đình đã có vòi ống tưới đầy đủ nhá. Cái mé bên này là suối này, bám hết suối luôn. Và ống vòi đây, Giáp sẽ quay cho các bạn là đường ống. Gia đình cũng chôn mất mấy trăm triệu cái đường ống này. Đất ở đây thì nó hơi đá một tí các bạn ạ. Đây, đường ống đã chôn hết theo hàng theo lối. Nói chung đất ở đây thì có đá, nhưng mà đá này là đá thì nó cũng có nhiều, nhưng mà đá non, đá galit non. Toàn bộ đây là bơ 100%, có một cái chòi và phía bên kia thì có một cái ao to. Một cái ao này là 40 triệu là múc cái ao này và đắp một cái đập. Thì hiện tại ở đây thì có một cái chòi. Cái chòi này cũng khá là toang hoang. Thì có sao Giáp quay vậy, đá ở đây nó cũng nhiều. Bơ thì lại rất tốt các bạn ạ. Bơ rất tốt và tất cả các đường hàng này này nó đã có đường ống tưới rồi. Và ở đây có 2 cái mặt suối thì không bao giờ cái suối này hết nước. Bởi vì cái mùa khô nên đét ấy, là Giáp cũng đã từng là đi vào đây bẫy chim là Giáp biết là không bị cạn nước đâu. Đây tất cả là như này các bạn ạ. Đường ống thì gia đình cũng đã chôn, cây nào cũng có hết, tưới béc hết. Chỉ cần nổ máy một phát là nó sẽ phun xịt đầy đủ luôn. Là các bạn chỉ cắt những cây bơ đi, hạ cái cây gì mà theo ý của các bạn, là hạ đúng chỗ đấy là các bạn bơm tưới thôi. Toàn bộ là như thế vậy. Và đây xoài đây, thì đất này là báo cáo với cả mọi người để cụ thể chính xác là đất nó cũng có đá, có xoài cơm. Đây có xoài đây các bạn ạ. Đó, thì toàn bộ đây rộng đây là 5 hát rưỡi tổng. Thì cái đường đi vào ấy là đường ô tô 7 chỗ nha các bạn. Ô tô 7 chỗ là đi đến nơi đấy. Tổng thể là như vậy. Và bây giờ Giáp đang đi xuống cái phía khe suối nước để cho mọi người cùng xem. Và đây là bơ cũng rất là tốt. Cái miếng đất này thì cũng khá rẻ, bán tổng hết. Và cái giá 600 này thì còn có thương lượng một chút. Thì chứng tỏ là cũng sắp thở oxy rồi. Gia đình là cũng mệt mỏi rồi. Nên là bây giờ là không làm được. Đấy. Thì gia đình mới bán đi thôi. Bây giờ ở dưới này xung quanh là họ cũng đã toàn bộ trồng tre, lấy măng. Trồng tre, toàn bộ đã trồng tre, kín tre luôn. Và bây giờ Giáp đi xuống dưới suối. Hiện tại bây giờ là có 2 mặt suối các bạn ạ. Từ nhà mình đi vào đây thì tính Giáp vừa đo thử thì chỉ có 2 cây 7 thôi. Là chính xác là Giáp đo được 2 cây 7. Thì ở trên này là gia đình có đắp một cái đập này. Đây là dòng suối. Ở trên này thì có một cái đập ấy đây. Ở dưới này thì đất thịt, có ngăn một cái đập và một cái ao. Hiện tại bây giờ Giáp đang đi mò xem cái đập cái ao đâu. Tại vì miếng đất này thì Giáp cũng chưa có danh biên. Đường ống thì đã chôn này, nhưng mà danh biên thì chủ nhà cũng đã 2 mặt suối rất rõ ràng rồi. À, ở đây các bạn ở đây thì có bắt đầu xuống suối đây rồi, mà không biết đi đường nào để xuống cái suối này, cái khe nước ở đây. Thì mọi người cố gắng nhá, cố gắng đi cùng Giáp đi sang bên đây. Bơ thì chủ nhà đã bỏ và không chăm được. Ở dưới này thì lại không có đá này, dưới này là đất thịt đẹp luôn đấy. Chỗ có đá nhưng mà chỗ thì dưới này lại đất thịt.
Ngay trên đầu chỗ cái chòi kia của mình thì có đá thôi. Còn đây là đất đẹp, cỏ cũng khá đẹp và cũng khá là tùm. Thì bây giờ ai mà mua cái chỗ này có thể phát dọn. Và theo như sự ngâm cứu phát lổ phát xịt của Giáp thì có thể là mua cái chỗ này mà gọi là làm một cái chỗ tĩnh dưỡng, chắc khả năng là cũng được đấy. Tính là ra là như vậy nhá. Thì bây giờ Giáp sẽ đi xuống dưới đây để cho các bạn xem cái dòng suối. Đây là suối. Ui cá các bạn ơi. Cá. Ui cá chạy to thế. Ui giời. Gà đây các bạn ạ, bên này thì cũng có nhà ở nhá. Bên này có nhà ở nên là họ cũng chăn nuôi gà. Cháu chào bà nhá. Bà đi làm gì đây? À đi phát bãi. Ở đây trồng tre, đã có tre nhiều măng ấy nhỉ bà nhỉ? À có ít. Đây gặp đi xuống đây thì gặp một bà. Ở đây có cá ấy bà nhỉ? Có ít thôi. À cũng có cá ít thôi hả? Cháu vừa. Dạ cháu đi thăm cái miếng đất này bà ơi. À ở trên đây họ cũng đắp một cái đập à? À do là cái bờ đập này của mình là đắp là hơi bé đúng không? Thế đất của bà ở chỗ nào? Đây cũng đắp một cái đập nhưng không giữ được các bạn ạ. Dạ. Đất của bà bên này trồng cái gì ấy bà? Dạ. Đất của bà bên này trồng điều. Thế toàn bộ đây là đã trồng măng. Vâng. Nhưng mà mình múc ao ở đây có nước không bà? Múc ao không có nước. Có nước hả? Vâng. À. Múc ao là thoải mái đúng không? Vâng. Dạ. Thế cháu đi thăm điều ở đây có sai không bà? Không, năm nay không lên mấy đâu. À năm nay bị mất mùa đúng không? Vâng. Dạ. Thì đây là cái nguồn nước nhá các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi lên phía bên trên kia. Ở đây múc ao là vô tư bà nhỉ? Vâng. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ sang bên kia để cho các bạn xem một cái ao. Chủ nhà cũng đang múc ở phía bên kia nhá. Đó. Bắt đầu là mình đi sang bên kia để cho các bạn thăm cái ao. Ở đây thì nó là toàn bộ đây là đất. Đất này thì cỏ mọc nhiều rồi. Nhưng mà cỏ mọc nhiều thì chắc đất nó cũng tốt các bạn ạ. Từ đây mà ra trung tâm trường học, trường chợ thì nó chỉ cứ cho đắt nhất là 3 cây các bạn ạ. Còn bình thường thì nó chỉ vào tầm độ khoảng đi giáp đo là chính xác, giáp đo là được 3 cây. Ở xung quanh thì cũng đã bìa suối, cũng đã có bìa suối rồi. Và dưới thì họ cũng đã trồng những cái cây măng. Không biết thì cái miếng đất này thì Giáp cũng chưa nghĩ ra là làm cái gì đây. Nói chung là mình thì cũng không có ý tưởng gì về làm nương làm rẫy ấy. Và các bạn có ý tưởng gì làm nương rẫy thì các bạn mới có ý tưởng được. Còn mình thì mình thua rồi. Tất cả đường ống ấy đã đầy đủ hết rồi, chôn hết rồi. Là các bạn chỉ có việc về trồng cái gì vào thì trồng thôi. Giáp đang đi tìm cái ao. Ui nắng quá các bạn ơi. Ở đây có một cái khế, khế to luôn. Chưa nắng quá. Bây giờ Giáp đang đi tìm một cái ao. Người ta bảo là ở đây chủ nhà cũng đã múc một cái ao rất là to. Có cả những con vịt trời bay về đây để làm tổ cơ mà. Nhưng mà không biết ao ở đâu. Lần đầu tiên mình vào đây. Chủ nhà thì hiện tại bây giờ thì lại đi giao kia đi vắng rồi. Nên là không biết ao chuồng ở chỗ nào. Thì các bạn cùng mình đi tìm nhé. Tìm xem ao ở đâu. Và trên này thì chủ nhà cũng có phát đi để trồng bắp này. Ui nắng quá. Ao ở đâu ta? Bơ thì cũng tốt phết đấy các bạn ạ. Nếu mà bơ mà làm được sạch cỏ sạch đồ thì cũng đẹp, cũng tốt. Nhưng mà không làm được thì cũng mọc sùm. Ở đây thì người ta trồng bắp này. Thì đi theo cái đường này xem ra có ao không. Ôi dồi nắng quá. Đây xin mời tất cả các bạn và mọi người là đi tìm ao với cả Giáp nhá. Ao ở đâu rồi? Ui nắng mệt. Bữa này yếu quá các bạn ạ. À đây rồi, có cái đường mòn mòn này khả năng là ao đây. Tất cả cái đường ống thì đã chôn và thậm chí là những cái hố trồng bơ thì chủ nhà đã lấy đá kè vào thành bồn, thành bệ hẳn hoi. Ui, mình không thở ra hơi. Ui, cây cao su đây các bạn ạ. Ở đây họ cũng ươm cao su để trồng cao su đấy. Nhưng mà cuối cùng không trồng thì lại để cho nó mọc cỡ này này. Cái này cạo được mũ không các bạn? Túm tụm vào nhau. Ao ở đâu ấy, chả tìm thấy. Nói chung là mình chưa thấy. Đầy nước đây các bạn này. Đó. Thì đây là nguồn nước suối. Mọi người cùng mình đi tìm. Nằm ở đâu người ta? Chả biết ở đâu nữa. Chịu thua. Đi mệt quá các bạn ạ.
Dưới này có trồng cỏ. À, ao bên đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Đi tìm một hồi thì cũng thấy. Xem ao này. Ở đây ấy, thì trồng xoài, trồng nhãn là tuyệt vời. Nếu chỗ này mà trồng một bãi nhãn thì ui, đẹp lắm các bạn ơi. Ở chỗ này còn có cả lá mơ. Đây rồi, ao đây rồi. Dưới này là dòng suối luôn. Bây giờ làm sao mà qua được cái ao kia để quay tay cho các bạn xem này. Đi đường nào. Ui rồi, đây rồi. Ao có nước không? Ui trời ơi. Tí về mình mới bay. Đây. À, ao đây các bạn ạ. Ui, ui, ao này chắc có cá lóc đấy các bạn ạ. Đây là một cái ao to. Ao này này thì hơi bị tuyệt vời. Ao này chắc có cá lóc nhiều đấy. Bờ nhất trên kia các bạn ạ. Tận bên đây luôn. Nói chung là dòng suối chảy ở giữa nhá. Cái đất này như ra như vậy là có một cái dòng suối ở giữa này các bạn này. Đó. Và bên kia cá đang ủi, đang cầy ầm ầm bên kia các bạn ạ. Đây là một cái ao, dòng suối ở giữa. Thì cái dòng suối này mình có thể ngăn được ra này. Nếu các bạn muốn là các bạn có thể ngăn ra. Múc ao đây thì tẹt ra nước. Cái suối thì nó cạn các bạn ạ. Nhưng mà cái suối thì mùa khô thì nó sẽ hết nước. Đấy, hết nước chảy. Tức là sẽ hết nước chảy. Nhưng mà riêng về ao múc ở đây ấy thì không hết nước đâu. Thoải mái đi, tẹt ra. Đó, chỗ múc ở chỗ này này. Đây là một cái dòng suối. Và bên kia ao của mình. Có nghĩa đất của mình là ở giữa. Là có một cái khe suối ở giữa. Suối to. À, có nguồn nước thì đảm bảo. Tại vì nếu mà không có nước ấy, thì họ cũng sẽ không làm được cái vườn bơ như thế này. Như do mấy năm vừa rồi là bơ nó quá rẻ đi. Thế là họ cũng bỏ bẫng. Họ bỏ lên là mọi thứ nó sẽ hỏng hết rồi. Còn bây giờ các bạn mua chỗ này các bạn có thể trồng nhãn đi. Trồng vải là rất ok, vì đất cát ở bên chỗ Giáp này trồng nhãn trồng vải là rất hợp. Đó, thì Giáp cũng báo cáo mọi người, không biết là còn thiếu cái thông tin gì không. Vì mấy bữa nay là Giáp, đầu óc của Giáp nó cũng không được ấy lắm. Nói chung cũng có chuyện là buồn một chút trong gia đình. Nên là Giáp đi quay cho mọi người xem thì nói chung là cũng không minh mẫn lắm. Đây các bạn này, đường ống tưới mà để cỏ mọc bữa này mà. Đây này, ống tất cả họ đã đầu tư rất ớt Giáp, đầy đủ bài bản. Nhưng mà lại không thể nào làm được nữa. Đây, đây là đường chính. Tất cả lên đây và chia nhánh hết ra đầy đủ đây các bạn. Chứ không phải là không, đường ống toàn đường ống vip không ấy. Ống lớn không ra đường ống 21 đi theo toàn bộ danh biên của cây cối là đã đi hết rồi. Này trồng nhãn là quá hợp luôn các bạn ạ. Đấy, cứ hàng gốc của gốc này, bạn không phải chôn đường ống, riêng chôn đường ống này đã mấy trăm triệu. Chôn đường ống và tạo mấy cái ao này đã hết tiền đất rồi, coi như bán đất không cho mình luôn đấy. Cho không mình đất luôn đấy, họ đã đầu tư tất cả mọi thứ là xuống đây đã mất tương đấy tiền rồi. Do bây giờ họ không thể làm, không quản lý được. Nên là họ sẽ bán cho mình như thế. Thì Giáp nay Giáp quay cho các bạn xem. Thì cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Chúc tất cả mọi người là kiếm được một miếng đất ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nhé. Xin chào tất cả các bạn.